kết giao, nghĩa đệ huynh xin vén lời. Dù ngàn rừng gươm chẳng nào lòng, chung rượu nồng nàn mừng bạn lang. Hương hoa vẫn vương giữa rừng sâu, sương lam hắc hiu mang về đây hứa ngọt ngào. Muôn năm vẫn nhớ lời thề xưa, xin anh hãy nhớ trong rượu. Vậy mời huynh đại hãy cùng tôi nâng chén. Đại huynh à, đại huynh chắc lớn tuổi hơn tôi, vậy cứ gọi tôi là hiền đệ cho phải cách đi. Thế cũng ổn. Vậy mời hiền đệ cùng anh cạn chén rượu này. Du Phạm Chi, dạ về hướng cậu Mãi Quan. Ta vừa nghe có tiếng cười của đại huynh ta ở đó. Mau. Đó, nó tới rồi đó. Cái gì? Nó nào? Để rồi sẽ biết. Đây, ta ngửi thấy rồi. Phải đại huynh đang đứng kế bên tiểu muội và mặc áo hồ cừu phải không? Đại huynh làm thinh để trát tiểu muội phải không? Vậy để tiểu muội tặng cho đại huynh một chớp. Thôi, đại huynh chịu thua. Thiệt là con mắt thì mù đường xá gì không thấy mà khó chịu ghê à. Nghe đại huynh nói đây nè. Đại huynh giới thiệu với tiểu muội, đây là một người bạn mới kết nghĩa với đại huynh, Bắc Kiều Phong. Bắc Kiều Phong? Ừ. Là gì ha? Thì người là bang chúa cái bang, khắp võ lâm Trung Nguyên đều tôn sùng là đệ nhất anh hùng đó. Là đệ nhất anh hùng? Dạ, xin chào đệ nhất anh hùng. Dạ không dám, xin hân hạnh ra mắt tam muội. Coi, sao lại tam muội? Ông có kết nghĩa là kết nghĩa với anh tôi, chứ tôi đâu có kết nghĩa. Dạ xin lỗi, dạ tại hạ quên điều đó. Trời ơi là trời. Gì đó đại huynh? Chắc là đại huynh nhức đầu hả? Vậy mà anh cứ nhất định đi săn, em cản hoài có được. Ông Kiều Phong nhé, Du Thản Chi, hãy cùng ta lên đường. Thật đúng là trẻ con. Nhị đệ, mình cùng về thôi, trời sắp tối đến nơi rồi. Cảm ơn đại huynh, nhưng tiểu đệ còn chút việc riêng, chưa thể cùng đi với đại huynh trong lúc này được. Đã thề sinh đồng sinh, tử đồng tử, còn nói việc riêng sao được. Việc của nhị đệ là việc của ngu huynh mà, mình không có gì để giấu giếm nhau nữa cả. Nhị đệ à, nói cho ngu huynh nghe đi. Nếu đại huynh muốn biết thì đại huynh hãy nhìn đằng trước kìa. Mảnh đất mình đang đứng hiện giờ 30 năm xưa là chiến địa, một bên là hàng chục cao thủ Trung Nguyên, còn một bên là gia đình tráng sĩ Khiết Đan, người chồng, người vợ và đứa con trai chưa dứt sữa dai mang. Họ bị ngờ vực là gian nhân vào dò la đất tống. Rồi sao nữa nhị đệ? Rồi hôm đó Nhãn Môn Quan trở thành mồ chôn cuộc sống của hai vợ chồng tráng sĩ Khiết Đan hoài bão mộng sông hồ. Để dưới đây vực sương mờ, chết mà chẳng bao giờ tìm hiểu nghi được vì sao. Hành trang chỉ còn một hòn máu rơi, ai đó lượm về nuôi cho con lớn nên người, lai lịch chẳng đầu đuôi. Ngô huynh đã hiểu hòn mau kia là nhĩ đệ bây giờ đang trở lại mà tìm thù.
trên bãi trận ngày xưa. Bãi trận ngày xưa nhìn thêm quán dần, ôi con đi quốc hận đang dâng trào, xác cha mẹ tôi gửi nơi nào, và tôi thì tôi lăn lóc nằm đâu. Nhị đệ, thôi đại huynh cứ về đi, người đại huynh còn mang bao nhiêu việc lớn, chuyện thù hàng riêng tư của em phải để em gánh vác một mình. Thôi ngu huynh xin về trước nha. Kìa, có tiếng ai hình như tiếng qua châu, ta phải trốn nàng mới được. Đại ca, đại ca ở đâu? Đại ca. Ta đi bên đây đường, nghe ai bên kia đường gọi mãi tiếng đại ca. Con gái nhà ai ngoài quan ai vắng khi sương đêm về. Cô đến làm chi mà tóc rối quên cài, nước mắt ưa đỏ. Đồng mi không lao kịp, cho tới đây không sợ bóng đêm dài như bò sâu giáng kiếp, mà chỉ sợ vết người thương mất biệt dưới sương rồng. Lão ba ở đây nhìn khách qua lại trên ba, có thấy ai áo quần rách rưới, miệng không cười lầm lũi bước đi không? Lão ba chỉ dùng cho chẳng dám quên ơn, cho cần người đó như kẻ đói không cần bát gạo. Gặp một lần rồi có tan thay như xác kê pháo, cháu cùng cam tâm không hối hận mau. Người ấy đối với cô em như thế nào mà trong cô em có vẻ tha thiết lắm vậy? À, chắc hai người cũng dính líu chút tình nghĩa gì đây. Dân một chút tình mà thiên thu không giúp được, chẳng bao nhiêu những nuôi suốt một đời người. Cháu nói dài nói điên, xin lão ba đừng cười, cháu khốn khổ quá nhiều rồi nên có lẽ gần điên thật. Lão ba ơi, lão ba ơi, giúp cháu đi kẻo cháu tàn há mất. Người ấy đi đường nào, người ấy ghé ở đâu, người ấy có nhắc gì đến hai tiếng Nga châu? Và cô ngoảnh lại nhìn con đường mới bước, để như chờ như ngóng đợi một ngót 30 năm trời, lão phu đã quanh quất tại đây đốn củi là phụ, mà đợi một người đi qua là chính. Và người ấy đã đi qua hồi lúc xế chiều rồi. Vậy sao? Vậy người ấy cũng có thể là người mà cháu đang tìm kiếm đó. Nhưng người ấy cứ bước đi mà không bao giờ ngoảnh lại. Người ấy lầm lũi cúi đầu như chạy trốn những vướng bận sau lưng. Trời ơi, đại ca, đại ca có thể vô tình với tiểu muội đến thế được sao? Phải, bởi vì nó là... Kìa, có tiếng ai đi tới, lão phu xin lánh mặt. Lão ba, lão ba, tiếng ai gọi vậy, vô thẳng chi? À, ác quỷ. Dạ thưa, một cô gái tuyệt đẹp vừa trông thấy gương mặt xấu xí của tôi là nàng đã ngất xỉu. Vậy là từ nay ta đã có một nàng hầu dưỡi.
Du Thản Chi mang người ấy theo ta. Xin tuân lệnh. Mẹ ơi, mẹ! Kìa, A Tỷ con lại được phép về thăm mẹ đấy à. Xích lại đi con, xích lại gần đống lửa cho ấm. Ủa, còn cô con gái nào đây? Nàng hầu của con đó, con mới bắt được cô ta ngoài hải nhà môn. Con đừng làm vậy ác đức lắm, thả cô ta về đi. Thưa mẹ, mẹ quên rằng bọn Tống Bình bắt người tiết đàn, đem về bán dinh để làm kẻ tội đồng. Nay con mới bắt một người con gái thì con chưa thâm tháp vào đâu. Nhưng mẹ cũng không muốn con làm chuyện bất nhân. Còn cô em kia tên họ là chi? Tôi là kẻ không mẹ không cha. Người ta gọi tôi là A Châu vì tôi đã tốt nhiều. Phải người Hán dưới nước mắt là những hạt châu rơi. Hoàn cảnh của cô em thật đáng thương, chắc cô em khổ sở đã nhiều rồi. Mẹ! Kìa A Tỷ, con làm sao vậy? Không, con không làm sao hết. Con về thăm mẹ, mẹ mạnh giỏi con mừng. Bây giờ con đi, con đi đây. A Tỷ, A Tỷ, con đi giờ này sao A Tỷ? Bà tha lỗi cho tiện nữ. Tại tiện nữ làm bà thương hại cho nên mới sinh ra chuyện buồn này. Không có gì đâu, cô em hãy ngồi gần bếp lửa cho đỡ lạnh. Tánh con A Tỷ nó vẫn ngang ngạnh như thế đó. Tiên nữ chưa gặp được ai phúc hậu như bà. Đó chẳng qua gì cô em với tôi đều sống trong cảnh khổ. Thế nên khi nghe cô em bảo là cô em không mẹ không cha, lớn lên trong kiếp đời nô lệ, làm tôi cảm ơn cô em liền. Nói vậy bà cũng khổ lắm sao? Tôi đã ngồi đây chờ đợi không biết bao lâu rồi. Gian nhà tồi tàn này là chỗ tôi lớn khôn, trao mối tình đầu sinh hai mụn khôn. Rồi người yêu tôi lên đường hồ hai. Con gái tôi là A Tỷ, bây giờ là một vị công nương. Vậy mà tôi không dám rời miếng đất nghèo nàn để theo nó về ngủ trên nhung lụa. Vì tôi sợ. Bà sợ gì? Tôi sợ người ấy sẽ trở lại đây mà không còn tìm được kẻ tiễn đưa ngày trước nữa. Muôn Nga giật qua đêm thì màn trăng xưa quay vàng vui. Còn muốn sưởi lạnh thì bếp cũ đã tàn tro nguội lửa từ bao giờ. Thế nên mặt vết nát rêu cửa một sông hồng. Tôi ở lại với căn nhà kỷ niệm, sống bằng hương thừa âu yếm thuở nào đây. Trán sắp nhăn rồi, màu tóc mỏng gần phai, nhưng màu trắng cũ vẫn thơm hoài mùi vải mới. Má cũng mắt sâu, buổi tế chiều đã tối, mà bếp lửa năm xưa không để lạnh một ngày. Bà ơi, sự chung tình của bà làm tiện nữ thay mình nhỏ lại. Tiện nữ cũng chung tình hơn ai hết, nhưng hôm nay gặp bà mới biết mình vẫn còn kém thua xa. Cô em cũng đã yêu à? Vâng, nhưng người tiễn nữ yêu hôm nay đã không còn muốn yêu tiễn nữ. Chàng bỏ đi rồi không nói lại một câu. Nhưng tiễn nữ biết không phải chàng phủ bạc tiễn nữ đâu. Chàng bỏ đi chỉ để tránh gieo tuổi sầu cho tiễn nữ. Vì bà ơi, từ một dũng sĩ gian danh sáng ngời như tinh tú, chàng đã rớt xuống tận bùn đen của thân phận loài người. Hồi nào thiên hạ túng túng ô không tiếc một lời, thì nay cũng bấy nhiêu lời nhưng họ đuổi số qua mà. Họ bảo chàng là tên khiết đáng an giả,
không thể đổi một trời với họ ở Trung Nguyên. Tội nghiệp của em, tội nghiệp cho người con trai khiết đan nào đó nữa. Nhưng kìa cô A Châu, tôi vừa nghe có tiếng gọi cửa, không lẽ Đoàn Lang chàng đã trở về? Trúc Muội, Trúc Muội, ta về thăm Trúc Muội thì bị kẻ thù rượt theo bén gót. Trúc Muội hãy tìm chỗ cho ta ẩn nấp, còn cô em nhờ cô em tìm cách đuổi dùng thằng quỷ ăn mày đó cho tôi. Dân, dân. Đoàn Kích Phương, người không thoát nổi ta đâu, ra đây cho ta hỏi. Trời ơi, tiếng của Toàn Quang Thanh, gặp hắn là chết rồi. Đoàn Kích Phương, người không ra mặt sao? Được lắm. A Châu. Toàn trưởng lão. Đồ, ta không còn là trưởng lão nữa, ta đã kế vị bàn chúa cây ban rồi. Nàng ngờ biết cả hai nhìn đẹp đã tổ bổn lĩnh. Dạ, xin bái kiến ban chúa. Ít ra nàng cũng còn kính trọng quy luật của cây ban. Còn Kiều Phong đâu? Tôi không biết. Không biết à? Còn Đoàn Kích Thuận? Tôi không biết. Đồ, nàng không tuân phục lệnh của bản chúa. Ông đừng ra lệnh cho tôi bằng uy quyền ấy. Chiếc túi đệ tử cái bang này tôi xin trả lại cho ông. Để từ đây dứt tuyệt, tôi cùng khất cái bang không còn một chút liên can. Hắn nàng tưởng cái bang là ngày nhà quan trên sa mạc, mở rộng cửa cho người ta được tự đi vào ra. Có lẽ hồi nào tượng bàn chúa Tiều Phong quá ưu đãi nên giờ nàng đã quen thói tự tung. Ông im đi, muốn bắt bẻ gì tôi, ông cứ mặc tình định liệu. Nhưng đừng nói diễn dòng xúc phạm đến Kiều Phong. A Châu, có lẽ nàng chưa hay Kiều Phong sắp bị quần hùng Trung Nguyên tìm hỏi tội. Ông nói dối. Nàng cứ chờ xem. Riêng bây giờ hãy trả lời cậu ta vừa hỏi. Đoàn Kinh Thuận đâu? Tôi không biết. Giỏi. À, trong nhà còn thức. May mắn quá, vậy là mình có thể vào xin ngủ nhờ đêm nay. Gia chủ ơi, gia chủ à, gia chủ, tại hạ là kẻ lỡ đường, xin gia chủ cho tại hạ tá túc đỡ đêm nay, rạng sáng ngày mai tại hạ lên đường. Gia chủ, có ai trong nhà không? Ủa, sao hoàn toàn im bặt? Hay là có chuyện gì xảy ra trong căn nhà quan vắng này? Ta phải vào xem mới được. Ơ kìa, Toàn trưởng lão. Không phải Toàn trưởng lão, mà là Toàn bàn chúa. Hãy xem thử vật gì đây. Đã cẩu bổng lệnh, Kiều Phong xin bái kiến. Hỏi cần phải kiến. Cây bàn không có đệ tử nào mang dòng bảo khiết ta cả. Toàn bàn chúa, Kiều Phong này ngày nay dù không còn được cái bàn nhận làm đệ tử, nhưng bất cứ trong tay biến nào, Kiều Phong này cũng xin góp mặt với anh em để cùng chia vinh sẻ nhục. Tuy quyết thống khác nhau là mình không gần được, nhưng nghe tin bằng ngày trước vẫn còn nguyên. Hay hơn hết là đừng nói gì thêm, ngày nay ngươi là người thù của hào kiệt Trung Nguyên, thì nghĩa tin bằng kể như chuyện lãng quên. Đất tấm 30 năm trường nó đã nuôi nấng Kiều Phong, từng tia nắng mặt trời từng thanh áo bát xuân, đến chết con chim này vẫn ghi tạc công ơn. Thì đây nhà ngươi đã trả ơn bằng mấy lượt sát nhân. Không, không bao giờ tôi xin được minh quan. Đợi gặp quần hùng rồi sẽ biện hộ tốt hơn. Chào ngươi. Bao nhiêu năm bè bạn, bây giờ gặp chẳng muốn nhìn nhau. Người khiết đáng làm đến tội gì mà người ta phải gớm ghiếc chứ. Đại ca. Trời, A Châu. Đại ca dừng lại. Đại ca định chạy trốn tiểu muội là kia làm sao? Tiểu muội cũng biết đại ca bây giờ là rợ khiết đan. Đại ca đã mất sạch trên tay, không còn gì nữa. Đã hết rồi, hết rồi.
rồi tầm bóng những ngày qua. Hết nần tình xưa để mặn mà, thôi về đi em ơi, thôi thôi đừng thương nhớ, kiếp này thôi đành cách xa. Đã mòn sông lấp bới phù sa, tuy chung tình em vẫn đậm, trên đường xa thiên lý gian nan nào ngại chi, em nguyện về cùng đại ca. Nhưng bước theo đại ca là bước vào một tương lai mịt mù sâu đêm tối. Ở đó chỉ có những đêm đông tuyết ngập đầu, cỏ cây không sống nổi, và những ngày hạ nắng chang chang lên khói ngút linh trời. Ở đó sẽ chỗ tươi khoe mắt với nụ cười, lứa tuổi mộng trên đời tàn tạ, chết chuyện ân tình mỏi nghi mệt mù trong tim. Ở đó chỉ có những con người vật lộn với thiên nhiên đào bấn phát để tìm ra sự sống. Đất nước khó khăn xóm nghèo lạc lòng, treo chơi chơi tuyệt nghi dòng xa thân. Đại ca nói vậy là đại ca đánh giá tiểu muội quá tầm thường. Không được đại ca thương, chứ đâu có đòi hỏi ở đại ca một cuộc sống vàng son lỏng lạc. Đã đành rằng tiểu muội không đòi hỏi một cuộc sống son y vàng lòng lạc, nhưng đại ca lại không nhìn được trung chuyên làm héo hắt người tình. Theo đại ca không những tiểu muội tử đài ái đời mình, mà tiểu muội còn mất cả quê mất những bóng hình quen thuộc. Tiểu muội ơi, tiểu muội sẽ bị coi như một thứ người bạn khuất chạy theo kẻ thù quên nguồn gốc tổ tiên. Đại ca không còn gì cho tiểu muội, chỉ có mấy lời khuyên: tiểu muội hãy về đi, đừng bước lầm thêm bước nữa. Bên kia nhạc môn quan là nền trời sáng sủa, sông núi như trải gấm qua làm đẹp nét son đồng. Đại ca có lý, theo đại ca tiểu muội sẽ mất gốc gác mất cội nguồn. Nhưng đại ca có biết mất đại ca rồi tiểu muội sẽ còn lại những gì không? Đại ca ơi, tiểu muội sẽ không còn gì nữa, và tiểu muội sẽ chết đi để tìm một giấc ngủ thật yên cho lắng nhẹ tâm hồn. Tiểu muội vẫn thường ao ước cùng đại ca ta lánh chuyện giang hồ, vào thâm sơn những ngôi lều có bảy chim săn thỏ, mỗi trần tục tái cát bỏ ngoài tay, riêng mình một cõi tiếng thay suối reo gần đã tôi dài bãi xa. Gió ngàn di giúp lùa qua, trời mây ngân khúc tình ca thiên đàng. Giờ đây em sao nhớ thương đầy vơi, mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn mãi nhớ hôm nào lời trao nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau.
đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vợ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời dù cách xa phương trời. Dạ biết đại ca đường ai đây bước, đường tiểu muội đi đã chọn trước tâm rồi. Đây nắm tóc xanh từng hẹn gửi cuộc đời, tiểu muội cắt tóc trả đại ca như trả những lời thề thốt. Mai mốt tiểu muội không còn thì đại ca vẫn còn nắm tóc để mà thôi. Dính biệt đại ca. Khoan, tiểu muội, tiểu muội định chết thật sao? Chứ mất đại ca rồi em sống với ai? Không, không, đại ca không muốn tiểu muội chết đâu. Không muốn tiểu muội chết sao đại ca không cho tiểu muội đi theo? Làm gì? Vì sao? Mà thôi. Thôi được rồi, theo, theo. Đại ca tốt không ai bằng. Kìa, A Châu, hình như có tiếng người. Ai vậy? Chủ nhà đó, mà cũng là ân nhân của tiểu muội nữa. Đại ca vào chào vợ chồng họ đi nha. Dạ, Kiều Phong xin kính chào nhị vị gia chủ. Kiều Phong? Kiều Phong nào? Có phải là Bắc Kiều Phong ban chúa cái bang mà Kiến Tâm Giang vậy đó không? Dạ, chính tại hạ. Nhưng... Ồ, biết rồi, câu chuyện của Kiều Huynh, đoàn mộ có ghé qua Trung Nguyên nên đã nghe rõ hết. Nhưng anh hùng gặp anh hùng, chỉ cần mừng hẳn ngộ, chứ đâu cần những tiếng thị phi. Đoàn mộ ở Đại Lý ngưỡng mộ Kiều Huynh quá lâu rồi, nay diễn kiến thật là giảng hẳn, giảng hẳn. Các hạ họ Đoàn ở Đại Lý, nói vậy có phải các hạ đây là Trấn Nam Dương Đoàn Chính Thuần? Chính là tại hạ đây. Sao? Trấn Nam Dương Đoàn Chính Thuần? À, thì ra là ông. Ồ kìa, Kiều Huynh, sao bỗng dưng Kiều Huynh nổi giận như vậy? Đoàn Chính Thuần, hãy nghe tôi hỏi đi. Vậy chứ trong đời của ông, ông có nhớ gì hay không? Món nợ đã gai to lớn nhất trên đời, tình nãy nhận ông 30 năm về trước. Đoàn mổ nhớ rồi nhưng chẳng hiểu ý Kiều Huynh muốn chỉ giáo việc gì. Trong 3 tuần trăng tôi xin hẹn với ông tại Ải Nhạn Môn, chúng mình sẽ gặp lại nhau để tôi biết ông cùng nghi thanh toán nợ nần. Ông có đủ thì giờ để chuẩn bị giao nghi tranh. Chào ông tôi đi. Chào bà. Đi ở trong. Khoan, chờ em với đại ca. Dù sao tiểu muội cũng đã thọ ơn nhà này, đại ca cho tiểu muội được tạ lễ. Thưa bà, tiên nữ có chút quà mọn này xin kính tặng bà, gọi là đền ơn trong muôn một. Đừng làm vậy cô A Châu. Không, bà phải nhận tiên nữ mới yên lòng. Đi đại ca. A Châu. Thật là lạ lùng. Câu chuyện tôi bỏ rơi đứa con gái lớn của chúng mình trên Ải Nhạn Môn mà Bắc Kiều Phong làm sao biết được. Và anh ta có can dự gì đến chuyện ấy mà hẹn tôi lên đó để thanh toán với nhau? Ông quay nè. Gì vậy? Sợi dây chuyền vàng của A Châu vừa biểu tôi toàn bằng những chữ Đoàn kết lại. Trời, không lẽ cô bé ấy là con gái của mình? Đúng là nó đó. Ông nhìn kỹ sợi dây chuyền coi phải là của ông ngày trước hay không. Trời ơi, con ta đã bao năm thất lạc nay mới nhìn thấy mặt. Giờ ông phải làm sao bắt nó lại cho tôi? A Châu. Công nương, hồi hôm nay dường như công nương không ngủ. Chắc công nương có điều gì phiền muộn. Mạc tướng có thể giúp cho công nương được chút nào không? Du Thản Chi, ta nhớ đã có lần ngươi nói với ta rằng ngươi sẵn sàng dâng đôi mắt để cho ta ánh sáng, có phải vậy không? Dân dân, Mạc tướng có nói. Và cũng có lần nhị ca ta có nói lại với ta rằng bạn của ngươi là Hà Trúc Tử, vốn là một người y sĩ. Hiện bây giờ tại Thiên Vọng Sơn có tài kiếp mắt cho người mù. Thân với Mạc Tướng là bạn thâm giao nhưng đã lâu rồi chẳng gặp nhau.
vậy để ta gặp nhị ca, ta hỏi lại mai sang lên đường tìm cho được nhị danh hi. Ly mắt của người thay vào đôi mắt này, người đã hứa rồi đừng đổi thay. Ta cần có ngay một anh sang huy hoàng, người chắc hiểu rồi đừng hỏi thêm. Thôi ta đi. Công nương, công nương cần ánh sáng, công nương cần đôi mắt sông của du thằng chi. Công nương ơi, để đem lại ánh sáng cho công nương thì du thằng chi có tiếc gì đôi mắt. Mà chi tiếc khi ánh sáng trở về với công nương là những ngày vui nhỏ mòn này lung tắc. Dù thằng chi sẽ cúi mặt lẻ loi buồn, ai sẽ đi về với công nương sống tôi một đường. Ai đứng giữa đêm trường canh cho công nương yên giấc, kẻ ấy chắc không phải là quái vật du thằng chi. Dưới đôi mắt sáng của công nương thì người bố tướng phải phương phi, chứ đâu thể có một thằng mù xấu xa mặt chay. Chừng đó du thằng chi nép lại đứng ngoài xa, mà ngày dài chết trong lòng. Rồi đây mặt tướng sẽ mang trọn kiếp u buồn vì đã mất công nương, lưng khép mình trong bóng tối hoàng hôn, nghe lá đổ mà trách hờn thân sâu. Thiên ai đôi mắt để mình thành tàn phế, trao ai ân tình để mình chịu cô đơn. Ta là một võ tướng trung kiên dũng cảm, nhưng cũng là một quái nhân ai chẳng dám nhìn. Ta mong chờ một tiếng nói yêu đương, ta thèm khát một dốc hình kiều diễm. Nhưng hỡi ôi, đó chỉ là áo mộng, vì đời ta còn là tuyệt vọng. Kìa, A Tỷ công nương đã trở lại. Trời, lại có cả Kiều Phong nữa. Nhị ca ơi, nhị ca định đi đâu đó? Nhị ca định sang thăm A Châu. Sang thăm A Châu? Ừ. A Châu thiệt có phước. Nếu muội muốn biết, so với A Châu thì nhị ca đặt tiểu muội vào chỗ nào? A Châu là bạn đời của nhị ca, còn Tâm muội là người em kết nghĩa. Nhưng nếu cần phải chết thì nhị ca sẽ chết trước cho ai? Ôi, trên đời này ai cũng có thể bảo nhị ca chết được. Vì châm ngôn của võ học có câu là phải xem cái chết nhẹ như thể là lông ngờ hồng. Lúc cần chết thì mình sẽ chết như không. Chết vì một chuyện bất nghi công, chết vì non sông, chết vì bạn bè. Một cái lỡ tay để mình mang nhục, cũng làm cho nhị ca đây chết được. Chết mà từ được một con sau thì nhị ca đâu có bao giờ chối từ. Nhị ca thật hơn người, chỉ trưởng phụ sang tỏ số.
quá lời khen làm mất tình nghĩa anh à em. Không, từ lúc gặp nhau trên ngưỡng cửa Hải Nhãn Môn Quan đến giờ, nhị ca có nghe tiểu muội khen ai bao giờ không? Hôm nay sở dĩ tiểu muội khen nhị ca là vì mà thôi, rồi đây nhị ca sẽ hiểu. Tiểu muội phải đi Thiên Vọng Sơn ngay bây giờ. Du Thản Chi, dạ, ta đi. Vâng, mời công nương. Khoan khoan, tiểu muội nói gì mà úp úp mở mở ai biết được. A tỷ, A tỷ. Đại ca. Kìa, A Châu, thiền muội đến bao lâu? Tiểu muội đến lâu rồi và đã hiểu tất cả. Tiểu muội hiểu điều gì? Tiểu muội hiểu rằng Du Thản Chi đã yêu công nương A tỷ. Đúng. Nhưng A tỷ lại yêu đại ca phải không? Hả? Đâu có thể có chuyện ấy được. Nàng là cô em kết nghĩa của đại ca mà. Nhưng rồi đây đại ca sẽ yêu nàng, tiểu muội sẽ... Không không, đại ca chỉ yêu một mình hiền muội thôi. Đại ca đâu phải là hạng người thích đổi trắng thay đen. Tiểu muội sợ lắm đại ca ơi. Ngoại trừ cái diễm phúc được gặp gỡ đại ca, suốt đời tiểu muội không còn tìm được một lần may mắn khác. Bởi vì công nương A tỷ là... là con gái của Đoàn Chính Thuần, người mà đại ca sắp lấy máu để rửa hờn cho cha mẹ mình. Nếu nàng có yêu đại ca thì tình yêu đó cũng hóa ra là thù hận phải không muội? Như vậy nàng đâu có để cho đại ca yên ổn. Chỉ đại ca sẽ đưa hiền muội rời khỏi đất này, chừng đó mình sẽ lại được hoàn thành giấc mộng vào thâm sơn dựng ngôi lều co. Để rồi ngày ngày mình sẽ đi rừng đón nắng bẫy chim săn thò, đêm tối tuôn chờ trăng đưa gió vượt mây ngàn, như tiếng đàn trên non thiên. Để chúc cô vợ hiền triền miên tươi đẹp mày, làm lết núi nghiêng sông cho vừa lòng mà ông chồng thân yêu. Mũi đại ca, nếu rừng cô liêu tàn mất môi buồn điều yêu, tiếng cười vang lên soi sáng một miền thông tên như đôi tiên sai tơ duyên tìm gốc trời riêng em. Để thoát mọi ưu phiền, để trọn tình bên nhau. Kìa, hình như có ai ở ngoài cổng. Để tiểu muội ra cổng xem. Đại ca ở đây chờ tiểu muội nghe. A Châu. Kìa, bà. Con. Bà làm lẫn rồi chắc. À, có lẽ bà muốn gọi công nương A tỷ. Không không, ta gọi A Châu vì A Châu cũng là con của mẹ. Sao? Tiện nữ là con của... Phải, con là con của mẹ. Sợi dây chuyền này nó kết bằng những chữ Đoàn, đó là họ của cha con. Trời, thật vậy sao mẹ? Thật, mẹ đã mang nó cho con trong ngày đầy tháng. Ngày đó mẹ không quên, mẹ có tội với con cho tới bây giờ. Cha con với mẹ đã gây gổ nhau, rồi đem con ra Nhãn Môn Quan cho người dân nuôi dưỡng. Trời ơi, con ơi, mẹ biết mẹ không đáng được thứ tha. Mẹ tới đây chỉ cục để được gọi hai tiếng con ơi, để cho lòng ấm lại dài đi, rồi mẹ sẽ ra đi, không bao giờ còn gặp con đâu. Con đừng tìm kiếm mà chi. Sự thật là đây hay là trong giấc mộng? Mẹ, mẹ đừng vội đi về chốn xa vời, để con hang hỏi đôi lời.
tỷ nó là em ruột của con, hãy tìm gặp lại tình thương, an ủi nhau trên quãng đường đời. Còn mẹ kể như đã chết rồi, thôi từ nay vĩnh biệt mẹ về nuôi rừng quanh xa. Mẹ, trời ơi, mẹ sinh con ra làm chi để rồi con suốt đời không may mắn, và giờ đây con còn lận đận với ân tình. Ngàn vạn thương đau con phải gánh chịu riêng mình, tại sao con lại là con của Trấn Nam Dương Đoàn Chính Thuần, con lại là kẻ thù của người con đã nặng lòng thương. Tại sao đời con gặp toàn những cánh trái ngang, con chết mất. Trời ơi mẹ ơi, con chết mất. Con tự làm sao một bên tình quyết nhục, còn một bên thì đang nặng gánh ân tình. Gia phụ. Ai đó? Kiều Phong đó phải không? Không, con là A Châu đây. A Châu? A Châu đó sao? Con, cha có tội với con. Thưa không, cha ấy gọi con một lần bằng tiếng con, rồi thôi cha về. Như mẹ con đã làm hôm nào vậy? Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, vì tình cha con mình chỉ mong manh chừng ấy. Nhìn nhận nhau cho biết rồi quay đi, như cha đã từng bỏ đi không bao giờ ngoảnh lại. Sau khi gửi đứa con đầu lòng trên đỉnh ải nhạn môn, trong một sáng dội vàng, mười mấy năm trời cút cui, nay biết cha mẹ con mừng rồi. Nhưng cha còn những bà vợ, những đàn con, và nặng nề ngôi vị Trấn Nam Dương. Vậy thì giọt máu rơi này có đáng gì cha bận tâm? Phải, sinh con không dưỡng, bỏ rơi con trôi dạt tới bây giờ, người cha đó đối với con thật hoàn toàn vô nghĩa. Con, cha gọi con một lần bằng tiếng con, rồi thôi cha về. Cha đã đi rồi, con sẽ ngồi trên tảng đá cha đang ngồi khi nãy đi đợi một người. Ở đây con sẽ trả lại bao huyết sinh thành. Đêm nay trời tối quá, có một bóng người ngồi ở kia. Ai ngồi đó? Ai ngồi đó? Đoàn Chính Thuần phải không? À, cảm ơn ông đã đúng hẹn. Giờ tại hạ xin phép được hỏi, có phải 30 năm trước đây ông đã cầm đầu Võ Lâm Hào Kiệt và đã sát hại cái hai vợ chồng người tráng sĩ Khiết Đan? Tại sao ông làm thinh? À, hay là ông hối hận? Phải, hối hận là bổn phận của ông, cũng như tôi có bổn phận làm con. Tôi là con của hai vợ chồng người tráng sĩ Khiết Đan. Tôi có bổn phận phải trả thù, rửa hận cho song thân tôi. Vậy hôm nay đây là ngày ông phải đền tội. Bớ Đoàn Chính Thuần, hãy xem đây, ta xuất thủ như lôi. À! Trời, không phải Đoàn Chính Thuần, vậy thì ai? Ai? Trời, A Châu, tại sao lại là A Châu? Tại sao?
đại ca. Đại ca đây, đại ca đây, tỉnh lại đi tiểu muội. Tỉnh lại và nói cho đại ca biết tại sao lại có thảm trạng này, tại sao? Tại vì tiểu muội là kẻ suốt đời không may mắn. Tại vì tiểu muội là con ruột của Trấn Nam Dương. Vậy ra tiểu muội nên đây để chết thay cho cha mình phải không? Phải, bên tình bên hiếu, tiểu muội không còn làm sao hơn được. Trời ơi, sao trời đành cay nghiệt. Rồi mãi này ai là kẻ đồng hành với đại ca ngoài muôn dặm quang sang? Đại ca ơi, tiểu muội cũng ao ước được đồng hành với đại ca, cho đẹp trọn giấc mơ ngày nào vào thăm sơn dựng ngôi lều con. Nhưng chẳng biết kiếp trước tiểu muội có để gỗ cho ai không, mà kiếp này trời ghét bỏ, đến chết vẫn trắng tay niềm vui nhỏ khuất xa rồi. Tiểu muội lúc mở mắt cha mẹ đã không thương, đang có mặt cho trời. Nhưng trời cũng không thương nên làm tình làm tôi như cánh bèo trôi nổi lạc trên sông. Chỉ có đại ca đến với tiểu muội như ánh lửa một chiều đông, rọi sáng đường cho tiểu muội đi, đốt bếp hồng cho tiểu muội ấm. Mộng đẹp tướng hình vừa mới nắm vào tay đã vội bay đi tan biến ngay giữa cánh chày. Đại ca ơi, em gái của tiểu muội là A Tì, nó cũng yêu đại ca nhiều lắm. Không, không thể được, không thể được. Đại ca nên thương yêu A Tì, vì nó cũng như tiểu muội, đã không được cha mẹ cho đầy đủ tình thương. Không, tiểu muội ơi, đại ca có thể vì hiền muội mà cho A Tỷ tất cả thân danh, cho cái sống và cho luôn cái chết. Nhưng tình yêu thì không, vì tình yêu trên đời này không ai đem cho được hết. Nó đâu dáng gì đến phải dùng đến tấm lòng thương ý hại, để có mong ý kết lại ân tình. Nhưng tình yêu cũng không thể nhờ những thứ tình cảm khác đi mà quên. Nếu đại ca không yêu ai thì nên dành tình yêu cho A Tỷ. Nó vui là tiểu muội vui, một niềm vui nhỏ dù em không còn trên cõi trần gian. Hiền muội yếu lắm rồi, hãy nằm yên đi đừng nói gì thêm nữa. Đại ca, nhưng đại ca hứa đi, cho tiểu muội vui mà. Đại ca hứa đi. Tiểu muội sợ không còn nghe đại ca nói được. A Châu, A Châu. Kẻ anh hùng đừng bao giờ đổ lệ vì một người đàn bà. Kính chào lão bá. Nhưng người con gái này là kẻ suýt chôn sông thanh danh của một trang hào kiệt. Lão bá không nên quá nặng lời với người đã chết. Lão bá là ai? Là kẻ chết đi sống lại, từ chỉ đáy vực thẳm trồi lên theo đuổi một người. Người ấy là ai thưa lão bá? Bác Tiêu Phong. Là Tại Hạ. Đúng. Còn nhưng lão bá đã làm rồi, Tại Hạ là Kiều Phong chứ đâu phải là Tiêu Phong. Họ Kiều chỉ là họ vay mượn của người dân, còn họ Tiêu đó mới là họ thật của thằng bé nằm khóc trên đỉnh Ải Nhãn Môn 30 năm về trước. Đó mới là họ thật của người trang sĩ khiết đan vô phước, đã rơi xuống đáy vực làm vui cho một lũ sát nhân mang danh nghĩa đại anh hùng. Lão ba đây là ai? Ta là kẻ mang mối hận thiên thu quyết sống đi đến tận cùng, sông để rửa hờn, để đi trong bóng tối, đoạt từng mạng người để tế mộ dạng ta. Lúc tôi
ngủi ở đây, ta là người chồng có nghĩa sâu xa. Khi gấp bể chân trời, ta là người cha thương con hơn ai hết. Sau lưng nó ta từng ngắm say ngắm chết muốn gọi tên, nhưng sợ nó không nhìn. Lão ba, trời, ngươi chị lão ba đi là. Nếu ngươi không bảo ta là kẻ điên khùng, nếu ngươi không bảo ta là tên tiều phu hèn mọn, thì ta là Tiêu Viên Sơn, cha của ngươi đây. Trời, ngươi dạy người là cha của tôi, cha. Ôi mái tóc này cha hằng mơ đưa tay du, da thịt này cha ao ước được nâng niu. Thì hôm nay cả một thể dốc thân yêu, cha có trọn đây rồi. Tiêu Phong, hãy đứng lên nhìn cha mà cười, cha sẽ truyền cho con tia mắt sáng ngời không biết khóc. Tia mắt của kẻ 30 năm kiên trì gan góc, đây một chữ hùng làm bài học dạy con. Cô gái bạc mệnh kia như chiếc lá rụng heo hôn, lá lỡ rụng rồi thì đem chôn xác lá. Con còn sống thì hãy sống như cối đá, đừng làm một thân cây khóc ta chết rơ ngay cành. Thôi, con hãy ghi nhớ mấy lời cha căn dặn, ráng làm sao cho đáng mặt anh hùng. Cha đi đây. Khoan, cha. Nhị ca ơi, nhị ca. À tỷ. Nhị ca đây rồi. Nè, nhị ca xem, sau chuyến đi Thiên Vọng Sơn, tiểu muội đã tìm lại được ánh sáng. Nhị ca xem với đôi mắt này, tiểu muội có đẹp không? Ủa, nhị ca sao lạ vậy? Nhị ca cũng mừng cho tiểu muội à. Mừng chứ, nhưng nhị muội từ nay đừng có gọi ta là nhị ca nữa nha. Vậy phải gọi bằng gì? Tỷ phu. Tỷ phu. Ừ. Là anh rể. Ừ. Nhị ca đùa với muội sao chứ? Nè, chị của muội đã thất lạc mấy mươi năm, không ai thường sông cát, dù đã hoài công tìm kiếm, không lẽ bây giờ làm vợ của nhị ca? Chắc là nhị ca muốn cợt đùa. Không không, nhị ca không bao giờ cợt đùa với em, vì nàng đó chính là Châu. Trời, là Châu. A Châu là chị của tiểu muội. Không, có lẽ nào em phải hỏi cho ra. Chị với em xa cách mấy năm trường, giờ lại còn gặp nhau. Tại sao nhị ca đôi mắt thẫn thờ, chị của em bây giờ ở đâu? Nhị ca, bây giờ chị A Châu của em ở đâu? Nhị ca đưa em đến gặp mặt chị em đi. Nàng ở đâu? Nàng đã chết rồi. Trời, chị A Châu đã chết. Phải. Trời, ta vừa đặt nàng yên nghỉ bên gốc rừng kia, chính tay ta đã giết nàng. Tại sao vậy? Nhị ca điên rồi chăng? Tại sao nhị ca lại giết chị A Châu? Phải, nhị ca đã giết hết A Châu đi rồi, phải chịu lỡ làng Viên Xô. Và để cho nước mắt phải tuôn rơi trên năm mồ ân tình. Nàng đã hy sinh để thấy mạng cho cha nhà mình. Đại ca lỡ tay nên bây giờ ân hận nàng đã xa rồi, biển biệt nẻo trần gian. Đại ca đã vùi lấp thay nàng bên gốc rừng xanh, và dựng đá làm bia trước mộ. Kể từ đây đến nẻo đường mưa gió, tiểu muội cứ xem như đã mất nhị ca rồi. Vĩnh biệt hiền muội, từ đây đừng tìm kiếm đại ca nữa. Nhị ca, đừng bỏ tiểu muội nhị ca. Công nương. Trời, có phải người là Du Thản Chi? Du Thản Chi là vậy đó sao? Nhưng Du Thản Chi này chỉ là một hình hài cổ quái, lại thêm vừa mang tiếp mù loà,
sau khi đã trao đôi mắt cho công nương. Du Thản chị ơi, bây giờ thì đã hết rồi. Ta đã hết cần có một đấng tướng hộ thân, và cũng hết cần có một đôi mắt để nhìn không gian tươi sáng. Vậy ngươi hãy trở về đi, và đừng theo ta nữa. Và món nợ còn thiếu ngươi ta xin trả lại vương tròn. Trời, công nương đã đôi mắt ấy đã làm cho ta ảnh diện mấy ngày đường, nhìn thấy từng nụ cười nét tóc của người yêu, giấc mơ dài mà không nắm giữ được bao nhiêu, nhưng chừng ấy cũng đủ nhiều cho trái tim chứa đựng. Trong đó mười mấy năm quan trong thì bắt đầu từ đây đầm bóng ai rồi. Công nương ơi, Mạc Tương là kẻ không cần ánh sáng, đôi mắt kia Mạc Tương không đòi, sao công nương lại trả lại làm chi? Du Thản chi, tôi hiểu cả những gì anh cho tôi trong tâm khảm. Tôi muốn đền bồi, tôi muốn thấy anh vui, nhưng cái anh cần lấy không còn nữa trong tôi. Tôi đã trót hiến dâng rồi, dù người đó chối từ không đón nhận. Cuộc đời là vậy đó, là có những khổ đau quanh quẩn. Một kẻ tìm lại có một kẻ trốn chạy đi, hai chúng mình có khác nhau chi? Vậy anh hãy trở lại đường anh và chớ tiếc hận. Mạc Tương sinh ra là để nhận số kiếp ê chề, công nương hiểu cho đã là vinh hạnh lắm. Suốt đời Mạc Tương chỉ mong công nương may mắn được con trời cho Mạc Tương vui lấy. Đừng nói thêm gì nữa cả. Tôi cam là một phế nhân với kiếp sống đuôi mù. Chào anh. Công nương, công nương. Đã đi, tôi là thầy thuốc, được Nhượng Phong giáo chủ sai đến đây trị bệnh cho bà. Mời ông hãy ngồi à, tự nhiên à, dùng đôi chung mỹ tử. Bệnh của tôi chẳng cần lương y săn sóc. Có khỏi nơi đây à, tôi mạnh khỏe. Vạn tạ ơn bà tặng cho tôi chung rượu quý. Trời, hình như trong người tôi có biến chuyện lạ lùng. Biết chuyện thế nào trong người ông ra sao? Nông trai ruột gan và con dáng mặt mày bại hoại cả tứ chi. Như con trùng răng rít nó bò khắp châu thân, như vàng triệu thu đang chui vào thể xác. Nghe
giấy là mới vừa rồi bà cho tôi dùng rượu độc. Không, rượu này là rượu quý, Nhượng Phong dành khi ông cần giao bôi. Phải, rượu quý như sắc nhương, như lời thủy chung của một người con gái. Có nếm mới cay, có đau mới thấy, mới biết mình ngu mình dại, ai báo mình tin rồi để hại cho mình. Bà ơi, tôi với bà chưa quen, chưa biết chưa nghe một lần nhìn. Quán thù chi mà bà đầu độc, cho cuộc đời này vĩnh viễn nhuộm màu đen. Tôi đến đây với lòng từ thiện chữa bệnh cho bà. Nếu bà thấy rằng tôi không đủ khả năng thì bà truyền lệnh cho người đuổi tôi ra khỏi cửa. Bà hãy làm gì tâm thần già yếu tôi mang bệnh tật, bà vui dân bà. Trời ơi, thật là bất ngờ cho tôi và người cho. Chờ họ muốn cũng pha thuốc độc. Ai, ai là tội phạm còn ghi chết chóc lại để cho tôi mang tiếng thế này. Bà mang tiếng chỉ trong đôi phút nữa, rồi sẽ vui khi tôi giả từ lui. Cảnh tối tăm tôi lặng lẽ đưa tay lần dò theo vết tích hình hài, để nhớ để thương về vợ trước tàn tạ, rồi sau khi cạn chung độc dược của giai nhân. Và tôi đặt tên cho cảnh chim bao đêm nay là ác mộng, vì chim bao ngày xưa có dần trăng bạc, có cuộc thương nhau. Còn chim bao hôm nay giữa phòng qua chút, ngoài không gian lạnh trăng sâu. Với cơn bệnh hoành hành thể xác, với tạm tê đai nghiến tâm hồn, tôi ra đi, đi để hỏi núi hỏi rừng, hỏi tôi có lỗi lầm chi mà bà ám hại. Chào bà. Tiên sinh, tiên sinh ơi, nếu tiên sinh nghĩ rằng tôi đầu độc thì tôi xin uống hết rượu trong bình. Không, bà không nên uống. Dù tôi ghét bà, dù tôi tàn tật, nhưng vẫn cầu mong cho bà trăng da dài tóc. Tôi thành phế nhân, tôi sầu có một. Bà thành phế nhân, tôi khổ đến trăm lần. Tại sao? Tại vì trời, trời ơi, bệnh của tôi đang đến hồi nguy kịch. Tiên sinh, tiên sinh, trời, bỏ võ công. Thôi, thôi, từ khi phế bỏ võ công, Tân Xuyên không còn nữa. Hôm nay được bà dâng rượu độc tê hồn ma.